Xin chào cả nhà nha. Chào Hiền. Sáng nay Út Hà đưa em Ngân với em Hiền đi vô quán cô Ba. Quán cô Ba ăn chay ở gần chỗ bệnh viện thành phố cả nhà. Ngon không? Ngon. Đó hả? Đó là mì xào. Mì chiên giòn. Kim Ngân ăn bánh ướt. Tà hủ đúng rồi. Mình ăn tương mà. Đâu có thịt cá không? Đúng không? Muốn ăn thịt không? Muốn ăn không? Muốn ăn thịt thì đi quán khác. Không, quán này quán cương. Đi quán khác bỏ mình hên thì ăn đằng kia thôi. Kiểu ngăn với bà nội qua đây ăn. Muốn không? Chịu không? Con hiểu không? Không chịu thì mình ăn tương luôn. Rồi ăn đi con. Ăn tương cũng ngon mà. Phải không? Phải không? Út Hà nào? Tên gì? Kim Ngân gọi Út Hà. Út Hà ăn nãy gì hả? Chả giò. Kim Ngân ăn bánh ướt. Hiền ăn mì xào. Mì xào giòn. Ai trả tiền? Ngân trả tiền nha. Con không có tiền hả? Thôi giờ Hiền trả nha. Hiền trả đủ không? Còn không đủ thì Hiền với Kim Ngân ở lại rửa chén. Bỏ vô đi. Bỏ vô bọc đi về. Bỏ ấm túi đi. Hôm mấy mình khỏi trả tiền. Vô mình rửa chén đi rồi chờ tiền. Hiền rửa được không? Hiền chịu không? Hiền biết rửa chén rồi. Hai cô cháu ở đây rửa nha, chị tiền. Ăn đi, nói gì ăn không vô hả Hiền? Gì Út trả mà ăn không có gì không à? Ăn đi con. Nghe nói sợ hả? Không có. Dạ. Gì Út nói giỡn đúng không? Biết hiểu luôn. Biết không? Hiền biết gì Út nói giỡn không? Biết không? Dạ thì kính thưa quý cô chú và anh chị, thì hiện bây giờ dẫn bé Ngân và em Hiền đi mua quần áo. Ngân nó bạn số 2. Được chưa Hiền? Bạn vô đi, bạn chồng vô khỏi cõi. Ừ. Cái bây giờ Hiền ở đây cô có bán áo đầm nữa giá 1.3, giờ con chọn đồ nào con nói nha. Con chọn đồ nào? Nó ẩm ướt đúng mày ơi. Cái gì? Có gì rồi? Có gì nhiều? Nó ẩm á. Có áo đầm nhiều hả? À, vậy là bây giờ là ý con muốn bằng áo 1.3 đúng không? Đi. Này cái này con bỏ vô cái quần đi. Bỏ vô cái quần đi. Ừ, đừng gài lại cho đừng thấy áo này. Rồi gài hết nút luôn coi. Gài. Ngăn gài cho cháu đi. Gài cho cô đi. Nó lộn. Gài cho cô đi. Khoan để ăn đứa đi xong đi tới đứa nữa. Quay trên cộng đồng. Cộng đồng cho tiền đi mua. Vậy hả? Em bé khờ đó. Đó, cả nhà xem em Hiền coi có được không em cả nhà. Bây giờ con chọn màu đỏ đó hay là chọn mấy màu khác con nhìn trên đó coi. Màu đỏ đi ha. Rồi màu đỏ. Rồi được rồi đó. Để đi một chút nữa rồi hỏi giá tiền rồi trả tiền. Được một em rồi đó. Đâu qua đây đi quay vòng tròn cái ơi. Đó chỗ trống đó. Giờ mình quay vòng tròn coi ngắm cho cộng đồng ngắm ơi. Ừ quay sao. Đó đẹp không cả nhà. Con chào cả nhà đi con. Hỏi cô chú con bạn đồ này đẹp không? Đẹp không?
Rồi vậy được rồi ha. Bây giờ quyết định bạn cái áo màu đó hay là màu khác, nó có nhiều màu nè. Ý thích của con là màu gì? Màu đỏ đi. Rồi màu đỏ, quyết định màu đỏ. Rồi vô, rồi vô vô cởi ra đi, rồi xong rồi rồi chút xíu trả tiền. Em ngăn có bộ đồ rồi mà đi mua cho em Hiền, cái em ngăn ganh tị rồi mua nữa nè cả nhà. Ngước mặt lên coi, quay sau lưng coi. Rồi phải có bán áo lẻ mua cho bác Hiền cái áo như này nữa đây. Con chịu đồ thứ này không? Chịu. Chịu luôn hả? Thôi mua áo đầm đi em quay. Áo đầm không mua bà ba. Chịu nữa rồi, ganh tị nữa rồi. Bước qua đây, đứng đó anh kia đi. Rồi em Hiền lựa thêm một bộ nữa nè. Bây giờ đi vô đây tính mua một bộ thôi mà đòi hai bộ luôn nè. Bé Ngân có cái ganh tị mua thêm bộ, giờ Hiền lựa thêm bộ nữa. Chút nữa Út Hà ở lại đây xếp quần áo trừ tiền cho hai đứa đi về. Vậy đi. Vậy đó hả? Cho vô ở đây luôn, lấy quần áo là được rồi hả? Hiền ở đây luôn hả? Rồi thôi được rồi, hai bộ đồ này kết rồi ha cả nhà. Rồi. Quay không chịu mở không gian cho tôi. Quay vòng tròn coi. Không mở không gian cho tôi thấy. Kim Ngân kìa, đứng trên ghế kìa, nhắm nguyên cái quần coi. Nó đẹp quá cả nhà ơi. Ngân mở cái mặt ra coi. Trời, chào cả nhà đi. Rồi bước xuống đi, thôi nữa tôi. Quay nữa hả? Quay quá trời luôn rồi, quá đẹp luôn rồi, quay lia lịa. Được rồi ha, màu này cũng hợp nè ha. Rồi thì giờ bé Hiền đi về rồi mà ra gặp bộ đồ đòi mua cho cô Beo nữa cả nhà. Mày nó trai hả mẹ? Con trai. Mua đi. Tính cho cô Beo làm hai lúa hả? Bé Hiền gặp cái áo đó đẹp muốn mua cho cô Beo nữa kìa. Múa nào cho cô Beo đâu? Múa màu nào? Hả? Múa màu nào cho cô Beo? Màu đó đó hả? Rồi thôi đợt khác mua đi em quay. Hai đứa làm tôi hết dí tiền tôi rồi em quay. Đây có đồ đi chùa nè. Nè đồ này hả? Hả Hiền? Đồ của Beo. Ôi đồ nít vậy mà nó muốn bằng tiền với người lớn. Đồ người lớn 280 mà đồ nít 189 gì rồi đó cả nhà. Rồi thôi giờ đi về được rồi không quay. Rồi không mở lại giặt đồ ấy gì xếp quần áo đi. Rồi mình sáng mua mấy bộ đồ thấy vừa ý không? Có nhận lại. Vừa ý hả? Dạ. Cái chiều ngăn về hả? Cái hai cô cháu thay ra bận thử có đẹp không ha? Dạ. Chiều tắm ở giờ này mồ hôi ướt nhẹp đi tắm rồi cái thay vô dơ. Dạ. Ha? Dạ. Chiều mình thay xong rồi cái ngày mai mình đi chùa. Dạ. Nha. Dạ. Quá vui ạ. Hiền cảm giác sao đi lấy dí dỗ con vui không? Vui. Vui thiệt không? Vui. Thiệt không? Dạ. Có khóc không? Không khóc. Không khóc hả? Vui không khóc hả? Dạ. Gặp đi. Gặp giống nãy gì đó. Hả? Cái chạy hả? Ừ. Kể cho cặp coi. Không kể cùi vô cặp. Cặp sức răng luôn, cặp vô. Ừ, dữ dằn. Ê. Ngon không? Ừ. Hử? Ngon. Ngon hả? Xài ngon hả? Xài của ai cho hả? Hôm qua Dinh Tre. Dì Trang hả? Ờ hay với ta nhớ dì Trang luôn á. Biết gì? Ừ, dạ. Biết luôn. Biết. Biết dì Trang cho luôn. Dì Trang cho xài với cho gì quên rồi. Cho dì Út cái gì qua chở gì hả? Ghế hả? Mấy ghế hả? Ờ hay với ta nhớ luôn. Ừ. Dì Trang cho mấy cái ghế ngồi luôn nữa, sắt vô muối nè. Ủa hả? Ừ. Rồi với lại mấy cái xài đúng không? Nhớ hết trơn luôn ta ơi. Hiền gái trời phạt độ cho em Hiền cho thông minh trở lại đi. Cái gì cũng hồi phục chứ nhớ lại cho nhớ lại hết. Ha. Nhớ lại cho hết trơn cho tỉnh tuồn lại. Mơ mốt là lớn lên rồi mình nuôi cô Beo và cô Beo nuôi lại nữa. Rồi nuôi cho ba nuôi mẹ nữa. Tại ba mẹ nuôi mình trong lúc mình bệnh hoạn nè. Đúng không? Mình hết bệnh mình mặn cả tiền nữa phải không? Không bệnh. Ừ, giờ đâu còn bệnh nữa hả? Ờ, dạ. Hết bệnh chưa? Thôi nhớ không có ờ nha. Ghét đúng hả?
Dạ, đúng dạ. Không? Ừ. Chứ sao mình ừa quen rồi ra ngoài đường cái mấy người lớn nói chuyện cái mình ừa. Cái người ta nói mình không có dạy. Hiểu không? Mình phải dạ. Ừ, vậy đó. Người lớn người ta có quyền ừa, còn mình nhỏ là mình phải dạ mới ngoan. Ừ. Đúng không? Nhỏ thì mình dạ mới ngoan. Ừ. Hôm qua chị cho ăn khen Huyền sao? Đẹp gái quá hả? Khỏe không? Có khen không? Dạ. Khen gì không? Khen Huyền đẹp gái quá hả? Sáng giờ Huyền đi theo Úc Hà. Hôm qua ăn trứng cút. Dạ, dạ, đúng rồi. Dạ. Giờ hết ăn rồi hả? Còn ăn bò gì? Ăn tương rồi. Đúng hả? Dạ. Ăn tương đâu ăn trứng cút đâu. Trứng cút là con cút nó đẻ ra. Mình ăn tương mình chỉ ăn cờ hủ à. Ừ. Phải không? Mình không ăn thịt nè. Không ăn cá nè. Biết làm sao không? Con cá nó lội, cái mình bắt nó, mình mặn thịt, mình giết nó, chảy máu. Cái tội nghiệp nó, đúng không? Rồi mình không ăn là mình không có giết, mình không có mặn. Đúng không? Đúng không? Bây giờ Hiền nè, người ta đem đi mặn thịt, người ta cắt cổ nè, Hiền sợ không? Sợ không? Sợ. Sợ chứ. Người ta giết mình chết là mình sợ, con cá mình giết nó cũng sợ gì? Đúng không? Đúng không? Giờ ăn vịt không? Dạ. Ăn vịt không? Dạ, ảnh mê đi. Mê rồi, ảnh nó hợp. Dạ. Mày mê ảnh á. Ảnh hả? Vịt là ảnh hả? Dạ, ảnh. Ừ. Trời nắng quá, ngày mai đi chùa chắc xỉn nỉm quá. Nắng dữ lắm, mời đem nón theo. Ha? Dạ. Ăn nữa thôi. Ờ, thấy lúc đó. Ăn tức không? Ấy rồi. Nghĩ ăn luôn hả? Bài. Bài luôn. Nói tiếng một bài luôn. Dạ. Dạ thôi mình kết thúc buổi giáo ha. Hẹn lại buổi chiều. Cái gì vậy? Hẹn lại buổi chiều. Mới gặp lại cô chú và quý anh chị. Thôi chúc sức khỏe hết rồi cả nhà ơi. Bữa nay Úc Hà không có rảnh để đăng được nhiều nữa. Dạ.